công vô ngọc vàng mì phân trăng tật mì quân dân mọi sự trăng tật mì giá số phô miên. Phân là vô lượn quê mì bà an tạc địa lập hương an nhân luân tư tiết vận thu đông xuân hè khô pi tặc mì lễ tuyển niên. Lộm bà đà tô thường tiên cái ấn lộm bà đà tô càn khôn cái môn lộm bà đà thuân ô tôn tam thao. Ơi là tin sư khấn tuyển cao thượng phương thím phép nước mường cường tiên đáo huyền quang tặng thơ đáng cấp ba lồng từ bàn cô mì vân tam tài. Quốc mẫu du ra khai mì phấn gần thế tòng thống tâm miêu kế quốc bi mì lâu thế tiên vua lệnh vua liên quân binh tê đẩy dương mưa mưa tê lấy bụt đà luông. Ơi là cuộc mâu du nửa dưỡng trăng cả phân tật à lồng đào là dương đông tạo hoa lập thần à nông lẽo khắm hăng thị trăng sinh óc a liền dân bản cổ trăng tật à phân hạ đáng tạc bia thế mọi đoạn thế gian thể khẩu vô lịch à quang du ngàn. Áo phè khẩu lồng ván sơn lấm cần thế mưa thân cho đồ ôi phè khẩu du khẩu khối sơn lấm. Ơi là vua thuân sai sứ quan lồng tím khắc thị du ẩn hình đông luông lình căng căm thu muông mã tên ngồi hẳn vô một mình khâu phà. Thơ trắng cũ mà ngàn kế hơ âu thuần hẹt thẻ liên thân cần thế trắng mưa thân so ngà an so phè khâu lồng ban liền thân. Ơi là mọi tí đầy kín đo lẹo chắc mỗi khẩu tay ăn phật ăn qua khẩu thuốc hăng là na mà khẩu giáo bởi chừng nàng vô đạo ham nga phi lùa các ba nòng a vô sự. Cô y nàng chính thử không lại chẳng bé cả càn óc tràn phế con muối khẩu chẳng tan óc cần tiền thân nâng mình tính bầu bấn tao thân nâng phân khẩu khao tới này.